Rồi giao lưu với anh em hai cam mai Lâm chèo rin thằng cu đớ hãy cu đớ này đưa rõ đó này mình không mấy cái Lâm này mình mới cách con này thò keo à. Đưa rõ rất đẹp số 2 cái số 2 là từ dẫn long nó bị lỗi á, bị lỗi thẻ lên luôn. Mấy cái này là mấy coi lúc trước nhiều quá, chăm không tới này, thẻ lên luôn. Đó, làm biếng làm lại thẻ lên thành cái lùm luôn. Lùm bự luôn. Gốc đứa này. Thành lý giá phôi cho anh em chơi luôn nha. Trung hoa đẹp nhưng mà thành lý giá rẻ anh em dễ mua. Hai coi 800 ngàn nha anh em. Hai coi 800 vị trí coi có 400 ngàn gốc đó rất đẹp nè giờ rin cực kỳ đẹp anh em nào thích liên hệ nha gốc bự thân bự hoành tầm 17-18 này cụ đó rõ ràng đây là đỡ chân non này. Được. Bự. Hai coi vừa có 800 nghìn thôi anh em nha.